Máy may Nguyễn Dung hướng dẫn sử dụng máy may Yanom JU55. Rồi bước đầu tiên là shop sẽ hướng dẫn mình đánh suốt nha. Đây cái đánh suốt á thì nó đã có cái hướng dẫn ở trên cái máy này ha. Tức là mình sẽ nhìn vào cái hướng dẫn này nè. Rồi đầu tiên là cuộn chỉ nó sẽ ở đây, cuộn chỉ ở đây ha. Mình sẽ kéo nè cái vòng vòng vào đây. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ vòng qua cái đồng tiền ở đây, kéo thẳng tới cái suốt mà đã được để vào cái cần đánh suốt, cái suốt mình đã gắn vào cái cần đánh suốt ha. Rồi sau đó mình quấn vài vòng vào cái cần đánh suốt nè, quấn vài vòng vào cái cần đánh suốt đó, hoặc là mình xỏ chỉ, xỏ cái chỉ qua cái lỗ này, nhưng mà mình chỉ cần quấn vài vòng như vậy là được rồi ha, cho nó chỉ nó chặt vào trong cái suốt. Rồi sau đó này mình sẽ bật cái nút qua bên phải, ấn nút khởi động máy. Rồi thì cái suốt nó đang xoay, và khi nó xoay như vậy thì chỉ nó sẽ được quấn vào trong suốt. Rồi khi mà mình thấy đủ nhu cầu rồi thì mình sẽ ấn nút khởi động máy ha, ấn nút khởi động nè. Rồi máy sẽ tắt, bật qua bên trái và lấy cái suốt ra cần dùng. Rồi tiếp theo là sẽ hướng dẫn xỏ chỉ. Đây ở đây là cái ống chỉ mình sẽ để đây ha, mình sẽ theo các cái hướng mũi tên kéo vào đây, tiếp tục kéo thẳng xuống. Rồi tiếp theo là kéo vòng lên. Qua đây tới bước này mình sẽ kéo qua cò ha, móc qua cò, rồi kéo thẳng xuống, thẳng xuống tới đây mình móc vào đây. Sau đó mình xỏ chỉ qua kim bằng cách là xỏ chỉ tự động. Mình sẽ gửi, mình đã có một cái video hướng dẫn xỏ chỉ ở trên kênh YouTube của mình ha, mọi người có thể gõ là hướng dẫn xỏ chỉ tự động là sẽ có cái clip. Rồi tiếp theo là việc xỏ chỉ ở dưới ổ thuyền thì nó sẽ như vậy, cái suốt ha, theo thao tác như vậy là chính xác nè. Tay phải cầm cái suốt, tay trái mình cầm cọng chỉ đây, theo cái hướng dẫn ở trên cái ổ thuyền ha, trên trên cái nắp ổ thuyền nó có một cái hướng dẫn nè. Rồi mình bỏ thẳng vào, bỏ vào ở trên cái ổ thuyền nó có cái khe ở đây ha, móc cái chỉ vào khe. Rồi bước tiếp theo là mình sẽ cầm cái cọng chỉ trên, mình xoay trục vô lăng, tay phải mình xoay trục vô lăng, tay trái cầm cái cọng chỉ trên ha, chỉ trên là cái cọng chỉ màu vàng vàng đây mình đang cầm đây. Rồi cái trục vô lăng là cái trục bên phải, ở trên bên phải của máy. Rồi xoay cái trục vô lăng về hướng người mình vài vài vòng, khoảng một vòng là nó đã kéo được cái chỉ dưới lên này này đó. Và nếu mà chưa lên thì mình xoay thêm vài vòng là nó sẽ lên ha. Sau đó đẩy cái nắp ổ thuyền lại, đẩy nắp ổ thuyền lại, rồi chạy. Rồi ấn nút khởi động máy nè, đó là máy sẽ tự động này ha. Rồi muốn điều chỉnh tốc độ của máy thì ở đây là cái nút nhanh chậm nè, tức là bên trái gạt qua bên trái nó chậm nè đó, muốn nhanh dần thì mình sẽ gạt qua bên phải ha. Rồi nút này là nút này lại mũi, tức là mình muốn may lùi á, khi mà mình đang may ha, mình muốn may lùi cho nó chắc cái đường chỉ á thì mình sẽ nhấn cái nút này đó, nó sẽ may lùi ha. Rồi cái nút này là để điều chỉnh nóng chặt, tức là khi mà cái đường chỉ nó không được đẹp, nó lỏng hoặc chặt thì mình sẽ điều chỉnh ở đây. Nếu mà muốn lỏng hơn á thì mình sẽ siết về số nhỏ, mình sẽ cho nó về số nhỏ nè, 1 2 3. Còn cái nếu mà muốn chặt hơn á thì cho nó về số lớn ha, cái số 4 là số bình trung bình. Rồi tiếp theo ở đây là cái bảng mẫu nè. Cái bảng mẫu mình muốn may cái mẫu nào ở trên cái bảng mẫu này nó thể hiện ha. Mình xoay chuyển mẫu. Ở đây là chuyển mẫu ha, mình chuyển về cái vị trí nào á thì nó sẽ may cái đó. Đó. Đây, đường thẳng này. Rồi. Thẳng ha. Rồi. Ở đây shop đã khi mà nhận được máy á, thì trên máy sẽ dán sẵn một cái bảng lưu ý sử dụng điện 110V, thì shop sẽ gửi kèm một cái biến thế điện 110V như vậy ha. Thì mình lưu ý là một đầu của cái dây kết nối á, mình sẽ cắm vào đây, còn đầu kia thì mình sẽ ghim vào cái biến thế điện nha, mình ghim vào cái lỗ của biến thế điện đây. Lưu ý dùm mình là sử dụng điện 110V, bởi vì là hàng này là hàng nhập bãi cho nên là mình phải sử dụng điện 110V ha. Nếu mà điện 220V là sẽ bị cháy máy và shop không có bảo hành đối với cái lỗi cắm lộn điện. Ở đây ở trên mỗi máy thì shop sẽ dán một cái phiếu bảo hành như vậy, và ghi thời gian bảo hành
như thời gian bảo hành đối với máy ha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh.